mọi người, hôm nay mình sẽ làm một bài test nhỏ để so sánh các việc vệ sinh giày bằng nước sạch với bàn chải và vệ sinh giày bằng chai Insul Sticker nó sẽ khác nhau như thế nào nhá. Cùng mình bắt đầu thôi. Đầu tiên ấy là mình có chuẩn bị ở đây một đôi giày và mình sẽ chia ra chiếc này sẽ vệ sinh giày bằng nước. Tiếp theo mình sẽ sử dụng chai vệ sinh giày Sneaker của Misu để trả chiếc còn lại nha. Đầu tiên là mọi người hãy tắt cửa để xịt một thang. Sau đó mình sẽ xịt một lớp lên cái giày này. Lớp bọt siêu nhiều mà mình này. Có mùi hương lavender rất là thơm mát nha. Cái chai này chứa là vị của mình lau trong thì sẽ làm cũng chảy của mình. Trà đến đâu là nó sạch đến đấy mà mình. Đây, trà xong rồi. Mình sẽ lau cho mọi người thấy nha. À, bây giờ mình sẽ so sánh hai bên, cái này là vệ sinh bằng nước này, nó vẫn đang nhỏ giọt này. Cái này là vệ sinh bằng chai vệ sinh giày ha mọi người. Thấy là cái phần bên này nó sẽ càng sáng hơn này, sạch hơn rất là nhiều. Rồi bên này thì nó vẫn còn rất là dơ. Sáng ngay cả phần đế đằng sau nữa. Với chai vệ sinh giày Misu Sneaker, việc vệ sinh giày trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào. Đừng để lại